Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đài đài của cây măng hay tre. Ý nghĩa của cây măng là gì? Một trong những chồi non nở ra từ thân rễ của cây tre được cắt ngay khi nó xuất hiện trên mặt đất và được sử dụng như một loại rau đặc biệt là trong ẩm thực châu Á. Măng có vị gì? Tuy nhiên măng tươi thường chứa một loại độc tố là axit hydrocyanic, có thể dễ dàng loại bỏ chất này bằng cách luộc chín. Khi mua về, chúng thường được luộc chín. Khi chế biến thành món ăn, măng cho hương vị thơm ngon và giòn mát. Măng có tác dụng gì? Măng có chứa chất phytochemical, có tác dụng kháng khuẩn và kháng virus trong cơ thể. Họ là một tốt nguồn dinh dưỡng chất xơ. Măng tre chứa kali, chất rất quan trọng cho trái tim khỏe mạnh và duy trì huyết áp bình thường. Tại sao tre có mùi hôi? Được phát triển để có thân cao, duyên dáng và những chiếc lá thanh lịch. Tre không tự nhiên tỏa ra mùi nồng. Một mùi hôi từ tre có thể do thối rữa, do tiếp xúc với nhiệt độ và ngâm quá nhiều nước. Măng có thể giết chết bạn không? Rau măng chứa pacinphylin, một loại cyanua. Chúng rất khó giết bạn, nhưng chúng có thể khiến bạn khó chịu. Vì vậy mọi người không nên ăn măng tươi khi chưa nấu chín trước. Tuy nhiên chúng hoàn toàn an toàn khi đun sôi. Nhược điểm của tre là gì? Mặc dù tre là một vật liệu bền vững tuyệt vời, nhưng nó có một số nhược điểm. Một nhược điểm lớn của tre là khả năng chống nấm và vi khuẩn kém. Nó chạy cảm với sự tấn công từ côn trùng. Vì vậy nó phải được xử lý chống lại chúng. Nếu không, vật liệu có tuổi thọ rất ngắn. Măng có độc không? Các chồi là phần duy nhất của cỏ phát triển nhanh. Chúng ta biết như tre đó là ăn cho con người. Nhưng trước khi chúng có thể được tiêu thụ, các chồi cần cắt bỏ phần bên ngoài sơ của chúng. Và sau đó chồi cần được luộc chín. Khi ăn sống, măng chứa độc tạo ra cyanua trong ruột. Làm thế nào để bạn loại bỏ cyanua khỏi măng? Cyanua hydro có thể được loại bỏ bằng cách chế biến tiếp theo như nấu, nướng, luộc hoặc rang hoặc lên men. Đối với măng, thái thành các dải mỏng giải phóng hydrocyanide được loại bỏ bằng cách đun sôi. Măng có tốt cho bệnh nhân tiểu đường không? Măng tre được biết là một có rất ít chất béo và hàm lượng chất béo thấp khiến chúng trở thành một ứng cử viên lý tưởng để cung cấp dinh dưỡng lành mạnh cho những người mắc bệnh tiểu đường và tim mạch lồng ngực. Măng đóng góp hộp ăn được chưa? Chúng được đóng hộp rộng rãi nhất, sẵn sàng để ăn. Nhưng chồi tươi cần phải được nấu chín trước. Măng tươi được chia thành hai loại. Măng thu hoạch vào mùa xuân thì dài hơn và măng vào mùa đông thì nếm hơn và được coi là món ngon. Tre có thể làm cho bạn bị bệnh không? Liệu tre chồi cyanogenic glycoside trong nó và nó làm cho bạn ốm hoặc thậm chí giết bạn? Sau khi uống, hóa chất bắt đầu phản ứng để tạo thành hydrogen cyanide khiến bạn chết đói. Bạn luộc măng trong bao lâu? Đặt nồi trên lửa vừa đun sôi nước và điều chỉnh lửa để duy trì lửa nhỏ. Đừng để nó sôi mạnh. Nếu cắt chồi trong vòng 45 đến 50 phút hoặc cho đến khi tâm xiên hoặc gỗ gặp sự kháng trị cự nào thì nó đi qua lõi. Trồng tre có phải là một ý tưởng tốt không? Miễn là khí hậu thích hợp, tre có thể phát triển hầu hết mọi loại đất màu mỡ, thoát nước tốt. Nó cần ít bảo dưỡng và tương đối chịu hạn. Mặc dù nó hoạt động tốt hơn khi tưới thường xuyên. Kiểm tra quyền riêng tư. Măng từng là một màn hình bảo mật hấp dẫn, rẻ tiền, phát triển nhanh chóng. Tre tồn tại dưới nước bao lâu?
tre trồng trong nước có thể sống khoảng 1 đến 2 năm. Để có tuổi độ cao hơn, hãy chuyển cây tre của bạn vào đất nơi có thể sống trong vài năm. Nó có thể rụng lá, nhưng như dài và bạn chăm sóc nó tốt, nó sẽ tiếp tục bổ sung và phát triển lá mới. Tre có phải là một loại vải tốt không? Không có gì bí mật khi vai cốt từ tre là một trong những loại vải bền nhất và giá cả phải chăng nhất để mặc, ngủ hoặc chỉ để ấm áp. Cho dù bạn đang nói về áo sơ mi hay quần dài, ga dài giường hay khăn tắm, tre sẽ tồn tại lâu hơn bông về khả năng giữ hình dạng, độ bền và độ bền gấp 3 lần khi được chăm sóc đúng cách. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.